lớn, con là chiến thắng. Con lít cần luôn. Dạ. Như con ông này nó vừa con. Đứa là chiến thắng. Ủa sao con nó nhỏ vậy con? Đồ thật đó. Không, nó hạnh phúc nào. Kéo về hang của nó. Con dán nó bị con ong nó chích có độc rồi nó chết rồi, nó không có kháng cự được nữa. Đúng ý. Con dán bị tơ bị nó bị gỡ người ra kìa.